Thì nó có nghĩa là ông uống cái sữa này rất tuyệt vời, là ông về uống rất tốt. À. Thứ nhất là ông đi kiểm tra cái tiểu đường của ông là nó xuống còn không phải mấy đấy. Ừ. Thế là những khi nào uống cái sữa này tốt thì những khi mà tôi bị đau dạ dày, thế là ông xuống ông nhìn thấy tôi như thế thì ông bảo là tôi, chú cứ nghe anh, chú uống một loại sữa này kể cả chú không có tiền cho anh cho chú loại sữa này để chú uống. Ừ. Mức độ khẳng định như thế. Rồi. Thế thì bắt đầu thì mới lấy một lọ uống. Thì đúng cái lúc mà dạ dày cứ chuyển bị năm đau thì tôi lại tha uống. À. Uống thì lại tôi lại thấy nó tự nhiên nó lại không đau nữa. À. Nên là trong lúc trong đầu tôi nghĩ tôi bảo hay là trong cái sữa này là nó có cái chất giảm đau. Giảm đau. Đấy. Ừ rồi. Tôi nghĩ nó như thế. Ừ. Thế là tôi bảo là tôi nghĩ là chất giảm đau. Thế nhưng mà rốt cuộc là nó không phải, nó là cái chất sữa kháng thể của cái cơ thể. Rồi rồi. Vì thứ hai những cái sữa này nó có cái công dụng cái là những người mà tự nhiên bị dao cắt vào tay. Ừ, chuẩn đấy. Dao cắt vào tay này những ông chỉ cần nhúc một cái rắc vào thôi, tìm luôn cả chảy máu. Đúng rồi. Kinh nghiệm quá, đã biết ghê, uống mấy năm liền rồi chứ. Nhưng mà tin luôn là chảy máu. Nhiều rồi, nhưng mà không biết có phải, mình không biết là con được như thế không. Mình mà tiết kiệm thông tin nữa, nhưng mà chẳng qua là tin người. Ừ. Tôi thử một bên tay đi nhé. Ừ. Uống xong cái này bắt đầu tôi lắc, cái này là nó dính đây này. Ừ. Tôi lấy cái sữa này, tôi quẹt một bên tay, một bên tôi không quẹt. Rồi. Nhưng mà tôi để thí điểm cho xem như nào. Rồi ok. Đến khi là một bên tay của tôi là nó trắng hơn, nó mịn hơn. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Là cái da tay đen hơn. Chính cái sữa này. Ừ.